Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ ba, 26 tháng 2, 2019. Chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có hai phần. Phần 1 là phần tin quan trọng. Phần 2 là phóng sự mừng xuân kỷ hợi do Hội đồng Hương Quản trị tổ chức và tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần tin quan trọng với những phần tin sau đây. Các quốc gia mong muốn điều gì qua hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim? Janet Yeldon Trump không hiểu gì về công việc của Fed. Phó Tổng thống Pence tuyên bố lệnh trừng phạt chính quyền Maduro. Các quốc gia mong muốn điều gì qua hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim? Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ bước vào hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 nhằm thúc đẩy các cam kết trong hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Singapore vào năm ngoái. Ngoài Hoa Kỳ, Bắc Hàn, Trung Cộng, Nam Hàn và Nhật Bản cũng quan tâm sâu sắc về hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Việt Nam. Tất cả đều chờ đợi xem liệu Hoa Kỳ và Bắc Hàn để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tạo ra một khuôn khổ hành động cụ thể hay không. Chủ tịch Bắc Hàn Khiêu Nhân Ung rõ ràng điều hành đất nước khác với các nhà độc tài trước đây là cha và ông nội của mình. Ngoài tập trung xây dựng kho vũ khí hạt nhân thu hút sự chú ý của thế giới, Kim Jong-un cũng chú ý đến những hành động nhằm bảo đảm an ninh, kinh tế, quân sự và cá nhân. Kim Jong-un cũng thúc đẩy để đưa Bắc Hàn thoát khỏi nghèo đói. Để đạt được mục tiêu, Chủ tịch Kim cần phải tìm cách giảm bớt các lệnh trừng phạt quốc tế. Bên cạnh đó, cần phải hợp tác cùng với Nam Hàn, mở lại khu công nghiệp và một khu du lịch đã từng mang lại doanh nghiệp ước tính khoảng 150 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm. Bắc Hàn đã thúc đẩy ký kết tuyên bố hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến đã tạm dừng vào năm 1953 với hiệp định đình chiến, nhưng không phải là một hiệp ước hòa bình. Bắc Hàn coi tuyên bố trên là một hiệp ước hòa bình cuối cùng để cho phép hai miền Bắc Hàn theo đuổi giấc mơ thống nhất đất nước. Bắc Hàn nhiều lần nhấn mạnh phi hạt nhân hóa phải là một con đường song phương, Kim cho rằng sự hiện hữu của quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn và Nhật Bản là mối đe dọa của Bắc Hàn. Nhiều chuyên gia hạt nhân cho rằng sự hoài nghi của ông Kim cho thấy là chính ông cũng không biết liệu có nên từ bỏ vũ khí hạt nhân Bắc Hàn hay không. Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội là cuộc thử nghiệm về những cam kết của nhà lãnh đạo Bắc Hàn này. Tổng thống Donald Trump đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Kim vào tháng 6 năm 2018, nhưng ông chịu áp lực phải làm tốt hơn trong lần này. Tổng thống Donald Trump mong muốn đạt được những tiến bộ đáng kể trong quá trình phi hạt nhân hóa Bắc Hàn. Tuy nhiên, mức kỳ vọng rất thấp. Tại hội nghị thượng đỉnh Việt Nam Hoa Kỳ có thể sẽ tìm kiếm một thỏa thuận để bắt buộc chủ tịch Kim hành động như trước đây, chủ tịch Kim đã tuyên bố sẵn sàng tháo dỡ các cơ sở luyện plutonium và uranium tinh khiết của Bắc Hàn. Tổng thống Trump muốn chủ tịch Kim chính thức hóa cam kết để cho các chuyên gia quốc tế xác minh quá trình tháo dỡ tại một địa điểm thử nghiệm hạt nhân và một địa điểm phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Tổng thống Trump cũng muốn hồi hương cho các binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên và xây dựng một nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo. Bên cạnh đó, thì Hoa Kỳ cũng muốn kiểm kê các cơ sở, thiết bị, vật liệu hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Hàn. Sau đó sẽ phân hủy theo thỏa thuận tuy nhiên không ai có thể đoán biết liệu trump và kim sẽ đạt được thỏa thuận gì tại việt nam nam hàn đã ưu tiên bình thường hóa quan hệ song phương với bắc hàn giữa bối cảnh hoa kỳ thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân giờ đây nước này hy vọng hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa hoa kỳ bắc hàn sẽ giúp khởi động lại các dự án kinh tế liên triều đã bị đình chỉ do các tác động của lệnh trừng phạt Hoa Kỳ đã yêu cầu các nước đồng minh duy trì áp lực kinh tế đối với Bắc Hàn cho đến khi nước này thực hiện cam kết phi hạt nhân. Trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Trump, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in cho biết Seoul sẵn sàng khởi động lại các dự án kinh tế chung với Bắc Hàn và yêu cầu Tổng thống Trump khuyến khích Bắc Hàn phi hạt nhân hóa trong Hội nghị thượng đỉnh lần hai. Trung cộng, đồng minh cộng sản là nhà hỗ trợ chính của Bắc Hàn lo ngại sự sụp đổ của nền kinh tế bắc hàn có thể dẫn đến xung đột vũ trang trong chính phủ và số lớn người tị nạn tràn từ bắc hàn vào trung cộng để bảo vệ lợi ích của mình thì trung cộng đã tìm cách liên lạc thường xuyên với kim tập cận bình đã gặp kim trong một cuộc họp không chính thức tại thành phố cảng đại liên phía đông của trung cộng các chuyên gia hoa kỳ đánh giá đây là hành động cho thấy sự can thiệp của trung cộng trước hội nghị thượng đỉnh tại singapore Nhật Bản nơi có các công nhân bị Bắc Hàn bắt cóc từng nhiều thập niên trước và là một nước láng giềng dễ bị Bắc Hàn tấn công bằng hỏa tiễn cũng mong muốn có thỏa thuận với Bắc Hàn. Tuy nhiên, nhiều lo ngại cho rằng Tổng thống Trump có thể chỉ tập trung loại bỏ phần chương trình hỏa tiễn Bắc Hàn như loại bỏ các hỏa tiễn hạt nhân tầm xa, có thể vươn tới Hoa Kỳ, mà để lại các mối nguy hỏa tiễn tầm ngắn thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhiều lần bày tỏ hy vọng mong muốn gặp Kim để bảo đảm các lợi ích của Nhật Bản không bị lãng quên. Abe đã không ngần ngại đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình. Janet Yellen, Tổng thống Trump không hiểu về công việc của Fed. Cựu chủ tịch cục dự trữ liên bang Janet Yellen cho biết bà nghĩ Trump thiếu hiểu biết về chính sách tiền tệ và công việc của ngân hàng trung ương trong một cuộc phỏng vấn với chương trình phát thanh marketplace được phát sóng vào hôm thứ hai yellen nói những bình luận của tổng thống trump thể hiện sự thiếu hiểu biết về fed yellen đã đưa ra những bình luận mạnh mẽ nhất tấn công tổng thống trump kể từ khi ông quyết định không đề cử bà cho nhiệm kỳ thứ hai với tư cách lãnh đạo fed jerome powell đã kế nhiệm yellen sau khi bà rời cương vị chủ tịch yellen hiện là một thành viên xuất sắc tại viện brookings Washington cũng nói rõ rằng những chỉ trích bất thường của tổng thống Trump về Fed đã làm tổn hại đến uy tín ngân hàng trung ương. Năm ngoái thì tổng thống Trump đã liên tục tấn công các viên chức Fed vì tăng lãi suất, ông cáo buộc họ đã giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và nói rằng ông có thể đã sai lầm khi chọn Powell làm chủ tịch tiếp theo của Fed. Phó tổng thống Pence tuyên bố lệnh trừng phạt chính quyền Maduro. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố các lệnh trừng phạt mới hôm thứ Hai đối với các đồng minh của Tổng thống Nicolas Maduro sau khi chính quyền ngăn chặn các nỗ lực tiếp tế hàng viện trợ nhân đạo cho Venezuela của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Mike Pence đã đến thủ đô Colombia trong một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo khu vực để thỏa thuận về cuộc khủng hoảng Hoa Kỳ và 50 quốc gia khác đã công nhận Guaido, lãnh đạo phe đối lập với Tổng thống Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Trong phát biểu Pence đã kêu gọi các đối tác khu vực đóng băng tài sản công ty dầu mỏ do Maduro kiểm soát, chuyển số tiền thu được cho chính quyền Guaido và hạn chế thị thực cho các đồng minh Maduro. Ông cho biết Hoa Kỳ đang áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mới với bốn thống đốc của Venezuela thân Meduro, Pence nói đây là lúc cần nỗ lực làm nhiều hơn nữa. Những trang lịch sử mới sẽ đến với Venezuela và sẽ được tái sinh trong sự tự do. Vài giờ sau đó thì Venezuela đã đưa ra tuyên bố cáo buộc Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Liên minh Lima đang tìm cách lật đổ chính quyền Meduro. Tuyên bố cũng bác bỏ các thông cáo của Phó Tổng thống Pence và cáo buộc ông cố gắng ra lệnh cho các quốc gia chiếm đoạt tài sản Venezuela. Sự xuất hiện của Phó Tổng thống Pence và Liên minh Lima của các quốc gia Mỹ Latin chủ yếu nhằm gây áp lực lên Maduro. Guaido, lãnh đạo phe đối lập đã tự xưng làm Tổng thống lâm thời của Venezuela trong một cuộc biểu tình ngoài trời cách đây một tháng. Cuối tuần qua, lực lượng an ninh biên giới giữa Venezuela, Colombia và Brazil đã bắn hơi cay vào các nhà hoạt động Venezuela đang hộ tống xe tải chở thực phẩm và dụng cụ y tế khẩn cấp. Đụng độ này khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Chính quyền Colombia cho biết có hơn 160 binh lính đã rời bỏ vị trí và tìm nơi ẩn náu qua biên giới vào cuối tuần. Cấp cao nhất trong số này là thiếu tá. Mặc dù vậy, không chỉ huy nào trong quân đội dám thách thức quyền lực Meduro.